kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế 924-2024, khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất và con người cố đô Hoa Lư. Qua đó, để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời kỳ Bắc thuộc, mở nền chính thống quốc gia, khẳng định vị thế của nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Gìn giữ và lưu truyền nét văn hóa tiêu biểu, độc đáo của lễ hội Hoa Lư, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, quảng bá tiềm năng thế mạnh, những nét văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh nổi tiếng về đất và người Ninh Bình. Lễ hội Hoa Lư được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2024, tức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Phần lễ linh thiêng trang trọng và các nghi lễ truyền thống tiêu biểu như lễ mở cửa đền, lễ rước nước, lễ dâng hương, lễ rước kiệu cùng nhiều hoạt động tế lễ cổ truyền. Phần hội sôi động với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, hội trại thanh niên, các hoạt động thi, trưng bày, triển lãm, quảng bá du lịch. Đặc biệt, hội thảo về thân thế, sự nghiệp, di sản của Đinh Tiên Hoàng, tầm vóc lịch sử và khát vọng dân tộc do Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5 năm 2024. Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế 924-2024, khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024 diễn ra từ 20 giờ thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2024, tức ngày 9 tháng 3 âm lịch, tại sân lễ hội, khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Dự kiến sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp, lung linh sắc màu. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình.